Nhóm hacker khét tiếng Anonymous thông báo nguyên nhân về vụ sập Facebook toàn thế giới. Tối ngày 5 tháng 3 năm 2024, một số nền tảng mạng xã hội lớn nhất toàn cầu cùng sập, liên tục hiện thông báo lỗi và không thể được truy cập. Việc này kéo dài khoảng 90 phút, sau đó các nền tảng được khôi phục dần. Không lâu sau đó, nhóm tin tặc nổi tiếng nhất thế giới đăng thông báo trên X, một vụ tấn công mạng đang xảy ra trên tất cả các nền tảng mạng xã hội của Mỹ. Kèm theo đó là hình ảnh cho thấy số người sử dụng báo cáo lỗi ở nhiều mạng xã hội đều tăng vọt. Mặc dù một số trang tin suy ra rằng như vậy là nhóm Anonymous nhận trách nhiệm, nhưng thực ra không phải. Nhóm này chỉ khẳng định đây là một vụ tấn công mạng, không nói là họ làm. Bình thường nếu như Anonymous làm, họ sẽ nhận rất rõ ràng. Trước đây đã từng có lần Facebook cũng bị lỗi và một tài khoản có liên quan đến Anonymous đăng tải trên Twitter: "Tôi đang tấn công Facebook." Nhưng ngay cả như vậy, nhiều người vẫn không tin vì hồi tháng 8 năm 2011, Anonymous đe dọa sẽ tiêu diệt Facebook vào ngày 5 tháng 11 năm đó. Nhưng cuối cùng việc này đã không xảy ra. Anonymous là nhóm tin tặc khét tiếng, nhưng để tấn công được Facebook thực sự cũng không dễ dàng. Về vụ sập tối ngày 5 tháng 3, công ty Meta đưa ra một số thông báo khác với những gì nhóm Anonymous viết. Phát ngôn viên Andy Stone của Meta viết rằng việc nhiều người sử dụng không thể vào Facebook, Instagram là một lỗi kỹ thuật. Lỗi này đã được sửa nhanh nhất có thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến sự cố này trên kênh YouTube Tin 3 Phút. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.